Đây. Đây. Chim cũng đẹp hết. Bộ. Tất cả đều bộ to hết nhá. Con này. Đấy. Xin chào các bác nhá. Đồi núi đẹp không? Bác này. Vừa chạy mất cơn mưa ở phía trên này này các bác ạ. Người nhớ các thứ ướt sũng. Con chim này. Nay anh em tôi đi thì nói chung là kiếm được một em. Cái này mua cả lồng luôn các bác ạ. Trời mưa này, lúc nãy em phải bọc nghe. Đây mua cả lồng của họ luôn này. Lồng họ đầu tư cũng khá đẹp. Chim trong này này. Thì tiện đi cái đường này. Cái đường phía trên này là cái đường Mã Phục ý. Bác nào người Cao Bằng thì các bác có thể biết rồi. Còn đường từ Mã Phục này vào ấy, cái chỗ đoạn này gọi là đoạn cái gì nhỉ? Phi Hải các bác. Đúng rồi, nhớ. Phi Hải Phúc Sen thì có một ông anh cũng nuôi chim ở đây. Thì tiện đường thì ghé vào luôn, xem nhà anh đấy nuôi con gì. Thử kè cái con chim em mới bắt về nhà. Đi đến đây thì nói chung là trời bắt đầu tạnh mưa rồi. Anh em chúng tôi cởi áo mưa cái thứ đi, đi cho nó thoáng. Chứ đi lúc nãy ướt sũng hết người luôn. Thôi nha các bác nhá, tiếp tục đi đã. Đây đồi núi sướng không các bác này, sương mù phía trên này, xa xa này, đồi sương mù phía bên này này các bác này, có con chim tiểu mi hay là gì hót hay phết đấy. Ở khoảng phía trên này thôi này. Thôi anh em chúng tôi dọc theo dãy đường này tầm độ 2 cây nữa thì nói chung là sẽ đến nhanh đấy. Ôi tranh thủ đi, lại mưa tiếp rồi này. Đi 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 em. Rồi giới thiệu với các bác, đây là ông anh em nhá. Xin chào nhá. Đây, ông có con mồi đây. Con này. Như anh chia sẻ thì bảo là trong này thì hiện tại thì không còn chim. Như là ở lúc nào anh? Đi vào. Đi bộ á? Đi bộ tầm 2 cây này. Thế hôm nào đi vào nhỉ? Làm con gà xong rồi đi. Được đấy nhỉ? Hôm nào nắng thì mới đi được. Ừ, nhưng mà anh phải dành mới được. Dạng này Covid đây chủ yếu là mấy chim con thôi. Dạ. Yeah. Vâng. Còn mấy con à? Anh à? Anh còn 2 con thôi, còn chè 3-4 con gì đấy. Chè. Lồng này anh vứt để không á? À, trong này cũng có đấy. Nhìn khó nhỉ? Quá khó luôn. Quay đi vào nhà nước. Vâng, ok anh. Đây. Ngồi ông anh nhá. Ô, con này yếm cũng đẹp phết đấy anh nhỉ. Con nào? Con mồi của anh à? Mồi được mà. Yếm. Con mồi của em thay lông hết rồi. Con này bây giờ đang thay lông. Đây, con này nữa này. Con này đang thay lông. Nên là bảo bậy biết em cũng lười đi nữa. Con này thay lông nhìn tả tới. Chưa xong rồi đây, đang xuống đấy. À, mở ra thử kè này xem nào. Con chim mới mua đây này, các bác này. Mạnh thử mở ra xem nào. Đây là anh Mạnh á? À? Vâng. Em thôi anh ơi. Chín mấy? Nó chín mấy à? 92, 93 mà. Ui giời, sắp bằng vợ mình. Em là em của anh, trên vợ anh. con chè này đi mồi được không anh? Được đấy. Non à? Non mà. Không. Non, ở đây cho đây còn 2 con non nữa. À. Mưa gì hôm lúc đây, em mưa tuyển. To anh bảo là dỗ hai anh em vào chắc là em mưa. Đi cái đoạn ngoài kia ấy, xong rồi đi dã man luôn, phải mua ấy cho đây, vừa mới tuyển được con này ở Trà Lĩnh đây. Mua cả lồng luôn. Cái lồng này mua chả mua bằng Nguyệt à bác? Không, không phải đâu, bằng Nguyệt là mình có bán đây, con mồi đẹp thế. Mồi của anh đấy đây các bác này, yếm này, dã man chưa? Hay là bán mồi đi anh? Nếu mà có thái độ hợp tác thì vẫn phang được. Đây con của anh em vừa tuyển này các bác này. Chim cũng đang thay lồng. Anh tánh luôn một tí cho nó chơi tự nhiên. Đồ này đang thay lồng để cho nó... Được không anh? Mới tuyển con đấy được không? Họng nghiệc đầu điếc rất là đẹp luôn.
Màu tương đối ngon nhờ. Ừ, màu đẹp, màu đổ lân đấy. Và nuôi cũng dày. Lạ, lạ chỗ à? Cuốn lầm rồi. Con anh màu dùng khá nhiều đấy. Dày phết đấy nhưng mà nó còn dám chơi cánh tiếc các kiểu. Mưa gió chán thế. Con của anh yếm đẹp nhỉ, nhưng mà lông lá ấy quá. Lông lá anh không chăm được. Vấn đề đi chợ búa châu bò. Hôm gặp em ở ngay cái đồ cùng bằng răng nhé. Đúng rồi, em nhớ mà. Hôm nay anh ngồi ở xe đây. Đoạn vòng xuyến kia đúng không? Ờ, thằng đệ đang tập lái để cho nó đi. Năm nay anh ngồi bên đấy, không nhìn thì không thấy. Trời này mưa to nha. Được, nói chung là phải đủ thời tiết được. Nhưng mà trước em thấy anh có mấy con mồi mà nhỉ? Bán anh em đến nhà giao lưu xong rồi chén chú chén anh xong rồi hay gạ xong rồi lại cho nó ra đi. Con này mà không xuống lông con này căng cực kỳ căng luôn. Đầu tư cái lông bấy của thằng ông Dương Mạnh gì đấy. Con này. Ở đâu? Anh Bắc Ninh. Dương Mạnh à? Dương Mạnh. Lông nó mua 2 củ ấy. Ở trong làng này còn ai có chim không anh? Cái nhà đây này. Cái trước mặt này, nhà ngoài này anh? Vâng. Là có chim à? Có mấy con. Nhà đẹp không? Hay là tí nữa dẫn em đi xem phát. Vâng, thế ok. Mấy con nhập phết đấy. Vâng. Không, cứ thuộc hệ mộc dở là em thích. Này, có mồi của anh máu nhỉ? Mồi của anh máu nhỉ? Thái lồng vừa quả yếm này thôi rồi luôn đấy. Ừ, được anh nhỉ. Em có 2 con yếm như này luôn. Em nói thật với anh là thế. Con này em có. Con này mà đúng ra thì chẳng qua là vào tay anh không có thời gian để chăm nom nó thôi. Còn như em thì kinh nghiệm các thứ thì không, căn bản là như này, cái vấn đề về mà để chơi được thì giờ nó lại bị mất một mùa nữa. Đấy. Nó là như thế thôi. Nó bị mất một mùa chứ không phải là không chăm được hay là như thế nào. Quả yếm con này vừa tuyển này yếm không thể bằng con anh được nhỉ? Không bằng được, nhưng mà họng hiếc này, mào hiếc nó lại chuẩn hơn. Đúng rồi. Nói chung là tí nữa nói chuyện sau anh nhỉ? Đấy, ông anh của em đây các bác này. Tối nay cho ông lên sóng luôn. Lâu lên sóng để giao lưu với mọi người phải không? Nhưng mà nói chung là anh phải có nhiều chim đi thì kiểu gì kiểu mọi người cũng lên tận đây giao lưu với anh ấy. Đây bây giờ em vào là không đúng dịp của nó đâu chứ, riêng cái lồng này anh đi bấy 1 tháng phải trên 2 mấy con. Vâng. Em con anh em nó đam mê nó đến nhà chơi giao lưu là chính thôi mà. Vâng. Chứ còn bây giờ bán thì anh có đi bán bao giờ đâu. Ok anh. Đam mê tuyển chim cho các bác. Mưa gió vẫn đi nhá. Đây này các bác này, không tin là trời mưa. Vào đây trời vẫn đang mưa đấy. Lấy áo ra. Rồi, xin chào bác nhá. Thì sau khi một thời gian thì anh em uống nước chè rồi thì uống hết một chai rượu rồi các bác ạ. Thì anh ấy quyết định để cho em một con chim. Thì con yếm đậm này lúc nãy em quay cho các bác ấy. Thì bắt đầu nhá. Đây, chào tiền đồng hoàng. Đây các bác ạ, sắp tiền ra rồi. À, nay nói chung là nay vào với ông anh ấy thì được, nói chung là bắt một con chim đẹp vậy các bác ạ, thì không cần phải suy nghĩ gì điều gì đâu. Đây, cho em gửi anh. Đây là nhá, như trên kênh ấy, thực ra thì anh em không biết là bao nhiêu đâu, nhưng mà thôi cứ gửi anh. Vâng, anh xin nhá. Có gì okay. Bắt tay cái nhỉ. Vâng, rồi. Sức khỏe anh nhá. Anh em mình giao dịch là một tương đối, không phải thành công mà là tương đối thành công mà. Vâng. Hàng là hàng độc. Vâng, không em bảo là tí nữa sang nhà ông anh kia quay nữa. Thì xem con chim của ông đấy như thế nào thì anh em mình đi tiếp. Nhá, ok thôi. Vâng. Rồi, các bác cố gắng theo dõi nhá. Vâng, vâng, chuẩn bị tạnh mưa đi nhỉ. Vâng. Ok. Vâng. Mình bây giờ cũng nói thật một câu như này, anh em mình đam mê. Vâng. Đam mê đến với nhau thì
tiền nong ấy thì nó là không phải là cả một vấn đề, nhưng mà chú anh em tình cảm đam mê với nhau, con chim mà 50-60 triệu là chuyện bình thường, nhưng mà ưng thì bắt, đúng không? Vâng, đúng rồi. Anh em mình chim có bằng, còn núi đá có nhiều chim để cứng cáp để chơi dàn, nhưng mà anh em mình phải giao lưu học hỏi mới chơi được những dòng độc quý hiếm ở trên toàn. Ok anh. Đấy, rồi, anh cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà rất là cảm ơn anh em, hai anh em hôm nay đến và chơi nhà anh. Thì đúng bản chất nhà sàn thì tiếp hai chú gọi là chế nhượng ngô. Dạ ok. Ngoài ra không có gì. Chim cò thì nó muôn hình muôn vẻ, đắt. Tôi là đam mê thì chơi nó phải đẳng cấp, đúng không? Vâng. Nhá, cũng không biết nói gì hơn, xin gửi tới anh em xin chúc sức khỏe anh em luôn luôn ủng hộ kênh của Tống Cải Hoàn trên Cao Bằng. Vâng. Những người rất là ngày đêm sát sao kênh Tống Cải Hoàn, những em ủng hộ kênh, đặc biệt là những em mà luôn là ấn nút bấm like cho kênh, gửi tới anh em một lời sức khỏe, luôn theo dõi đam mê. Vâng. Lời cuối cùng tức là anh em mình giao dịch rất là thành công, chim núi đá yếm đậm cực kỳ đẹp. Vâng. Hôm nào có thời gian anh em là siêu tầm đến anh em có kênh của Tống Cải Hoàn, có số điện thoại để link ở bên dưới, nếu muốn sưu tầm được chim đẹp, chim quý hiếm thì cứ gọi alo. Đấy. Rồi ok. Thôi nói chung là mời các bác trên kênh này. Thôi sức khỏe các anh nhá. Vâng. Anh em di chuyển qua nhà ông anh nhân đi nhờ. Đấy, anh em mình sống phải nó phải có cái độ đam mê như thế, đúng không? Dạ vâng. Ok. Phải có thái độ hợp tác. Con chim đẹp mặc dù nó là giá rất là bình dân thôi, nhưng anh em không phải bận tâm gì cả. Đấu giảm đấu giết được hay thì không phải là gột ghiếc nó phải chăm, nó phải đến mức độ phải cực kỳ kỳ công đâu. Đấy, toàn chim núi đá cực kỳ gọi là đẹp, nói chung là như thế. Vâng, ok anh. Thành vâng. Giao dịch thành công các bác nhá. Chuẩn bị anh em chuẩn bị di chuyển qua bên nhà anh bên đối diện các bạn ạ. Đây, anh em đến rồi các bạn ạ. Đây, anh em giao lưu. Uầy, khá nhiều này, nhà bạn này đây. Vâng nhá, anh em di chuyển. Đây các bác này, chim bạn đấy nhá, ở dưới này nhiều lắm này. Đây. Chim cũng đẹp, bộ. Tất cả đều bộ to hết nhá, các bác này. Đây, có phi điệp này, có lồng này. Mấy anh em cho cái lồng vào trong này, vì đang bảo mưa gió thì chắc vào trong nhà ngồi thôi các bạn. Dạ, chắc vào trong đây anh nhỉ. Đây chủ nhà đây nhá các bác nhá. Đấy. Đấy này, quay đây cây đằng sau này mình đẹp. Cây vâng. Đằng sau. Đấy có cây nó phải chơi đâu. Đây con mồi bạn đây này. Đang để ngoài mưa. Con mồi này để ngoài mưa không sợ ướt à anh ơi? Thế à? Chim già phải à? Trường tồn với thời gian. Lắng mưa. Mồi đây các bác này. Cho mấy suốt ngày mưa nắng không cần biết. Thế à? Tôi hết cám nó cứ cho vào rồi thế không thôi. Không biết cám nữa. Chắc vào nhà ngồi đi anh nhỉ. Đây. Ông anh của em đem lồng phía dưới rồi các bạn. Treo chim ở phía đây. Anh em. Là sàn thôi. Vâng. Đây. Ấu lắm. Ấu. Ở trong này đây. Còn mấy con ở đây nhá, con nhá. Anh em ngồi phía này một lúc giao lưu xong rồi xem chim cò như thế nào thì sau cái đợt giao dịch kia thì nói chung là tuyển xem còn những con nào thì sau này tuyển cho anh em sau nhá, các bác nhá. Thái độ xem em hết đi. Thái độ con nào đẹp nhất à anh? Đây ông anh của em nhá, các bác này. Mưa gió quá phải cho vào nhà trong. Đấy, mình không có sân bãi gì đấy vào nhà nhá. Xin chào các cao nhân đam mê chim cảnh Cao Bằng nhá. Đấy, mưa gió quá anh em mình nhà sàn này cho vào nhà để chiêm ngưỡng anh em đi siêu tâm. Có đôi 2 3 4 7 7 lồng 8 lồng. Ngoài còn một số vấn đề nữa nhá, chim mồi là chưa cho vào thì cuối chương trình video thì anh em mình được thưởng thức con mồi nhá. Các bác trời mưa quá thôi anh em xin phép nhá. Cái buổi hôm nay thì nói chung anh em tuyển được hai con chim này rồi thì chắc xin phép các bác là
đợt tới này sẽ vào đây giao lưu hay là gì tuyển chim cho anh em. Thôi em xin phép nhá. Đây, đây là chủ nhân. Nói chung là đợt tới này thì hai anh em sẽ vào đây giao lưu hay là anh? Dạ rồi. Vâng, ok anh. Có gì thì mong các bác là cứ có một cái đam mê chung với nhau, gọi là chim chà mào để nói riêng với nhau. Vâng, okay. Đấy, xong là có gì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Mong sao các bác ở trên kênh của bác là ủng hộ bác nhiều hơn để có thể là phát triển chim cao bằng mình ra có thể là rộng hơn. Vâng, ok. Cảm ơn anh nhá. Đây anh em, chúng tôi này đi tuyển được hai con chim nhá các bác nhá. Anh em mưa gió như này này. Đây, mưa này các bác này. Vẫn phải thu xếp đi về thôi, bởi vì cái đường còn xa nữa. Nên là mọi người nhá, cố gắng ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Cầm về đi em. Thôi đi, đi về không? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Rồi, ok.